Tập phim bị mất ngủ. Còn gì tệ hơn nữa đây trời. Giỡn chơi hả? Chẳng ai quan tâm tới người khác hết. Đi đi nào cứu. Dừng lại. Mặc kệ đi. Mặc kệ nó đi. Bắt được rồi. Ta nói rồi. Không. Bion. 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 Nè Bion, là mình đây. Bucky đây. Nè Bucky, có chuyện gì vậy? Ồ, chào Bion. Mình không thể nào ngủ được bởi vì mình bị thức hoài ạ. Là mất ngủ đó, họ thường nói như vậy. Cậu đi nghỉ một chút đi, chiều hãy quay lại đây và tụi mình sẽ nói chuyện lý do tại sao cậu mất ngủ nha. Làm sao mà mình nghỉ ngơi được khi mình không thể ngủ được chứ? Dạ, cậu hiểu vấn đề rồi đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện của cậu và tìm lý do tại sao cậu không ngủ được nha. Cho mình biết hôm qua cậu đã làm những gì nào. Hôm qua hả? Vào buổi sáng thì mình tìm kiếm vài thứ công nghệ cao rất quan trọng rồi làm nông một chút thôi. Làm việc trí não khá nhiều, như mọi ngày, rất là cực nhọc đó. Sau bữa trưa thì mình làm việc nông nặng hơn một chút rồi tới tập yoga. Rồi thì sau khi thử nghiệm trọng lượng cấp cao thì mình đã phát minh ra một cách mới để sử dụng cái ghế này nè. Rồi cuối cùng đó, mình đã nghĩ ra được hai câu thơ với từ quả cam, nhưng mình chẳng có thứ gì để viết nên quên mất tiêu rồi. Vậy là cậu lại chơi trò người hùng thu hoạch cả ngày sao? Thật ra cũng có một chút chút, đúng như vậy đó. Mình còn định chơi thêm nữa, nhưng mà lại thôi. Chà, mình biết một cách để chữa mất ngủ đó. Nhưng nó lại nằm trong đống củi này. Cậu tìm thử giúp mình đi. Dễ như ăn bánh. Thật ra chẳng tìm thấy gì ở đây hết. Có chắc là nó ở đây không vậy? Tìm tiếp đi, cậu đang làm rất tốt đó Bucky. Nè, gì vậy chứ? Thuốc trị bệnh của cậu đâu rồi? Nó không có ở đây. Chà, lạ quá. Mình chắc chắn là ở đây mà. Lỡ như nó mất trong đám cỏ cao lớn kia thì sao ta? Thôi được rồi, máy xén cỏ đâu rồi? Mình hy vọng thứ này được việc đó. Ấy chà, nó hoạt động rồi nè. Vẫn không có dấu hiệu của thuốc trị bệnh. Cứ tìm tiếp đi, nó ở đâu đây thôi. Không có, không có. Ấy chà. Ấy chà cái gì chứ? Giờ thì mình nhớ rồi, cách chữa mất ngủ có thể rơi khỏi túi của mình lúc mình đang trồng cây đó. Cậu có muốn đi tìm không? Đi nào. Nó có ở dưới khúc gỗ không? Hay có lẽ là nó ở chỗ cái hàng rào đó. Tìm tiếp đi, mình còn tìm tiếp nữa chắc mắt mình tiêu luôn đó. Phải rồi, nó ở dưới khúc gỗ hoặc là ở chỗ bờ rào đó. Chỗ kia. Hey nè. Mình chắc chắn là nó nằm ở dưới mấy bông hoa đó. Có lẽ vậy, hay là ở dưới cái cây đây ta. Mà ở dưới bến tàu cũng không có hả? Mà cậu kiểm tra mấy hòn đá trong vườn chưa? Hay là ở dưới mấy cái đĩa dơ của mình? Ở đâu vậy? Ở đâu đây ta? Lúc nào cậu kiểm tra mấy nhà, cấm dùng mình mấy cái chông chóng nha. Hay quá, cảm ơn cậu. Có gì ở trên đó không? Mình không thể tin là tụi mình vẫn chưa tìm được thuốc trị mất ngủ sau khi tìm kiếm khắp mọi nơi như vậy đó. Nó bị mất tích hoàn toàn rồi. Mình đuối lắm rồi đó. Buồn ngủ nữa. Mình sẽ đi ngủ một chút nha. Sáng mai tụi mình tìm thuốc trị mất ngủ tiếp vậy. Không sao đâu. Một ngày làm việc vất vả là cách tốt nhất trị chứng mất ngủ ban đêm đó. Có lý ha. Hy vọng mình có thể tìm được thuốc trị mất ngủ khi mình thức dậy.